gắng hết mình để xứng đáng sự quan tâm trách nhiệm của cha mẹ và thầy cô. Đang tiến về lễ đài là các em học sinh lớp. Được hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các em học sinh trong lớp đều chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô, cha mẹ. Chúc cho thầy và trò chi đội 7A6 sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa ở năm học 2018-2019. Học này các em đã đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua học tập và rèn luyện và đã đạt được nhiều tổng hợp tốt, giải học tốt, xây dựng tốt phong trào thi đua học tập. Hy vọng rằng tập thể 801 sẽ luôn cố gắng để giữ vững thành tích là lớp tiêu biểu trong khối 8. Tiếp theo chi đội 8A2, chi đội 8A2 gồm 35 học sinh. Đội 8A1 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong học kỳ 2. Đang tiến vào lễ đài là chi đội 7A2 do thầy Nguyễn Duy Tân là giáo viên chủ nhiệm. Ngay từ đầu năm học, các em học sinh trong lớp đã rất tích cực trong các phong trào của đội và của nhà trường. Thầy lớp luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu, thi đua rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Nhân các ngày lễ lớn, các em thi đua và đã đạt được nhiều tuần học tốt, nhiều giờ học tốt dâng lên thầy cô. Chúc cho thầy và trò chi đội 7A2 trong năm học này sẽ đạt nhiều thành tích và trở thành lớp tiêu biểu của khối 7. Đang tiến về lễ đài là chi đội 7A3 do cô Hình Thị Lên và giáo viên chủ nhiệm. Dưới sự dìu dắt của cô Hình Thị Lên, tập thể 7A3 đã có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập. Chúc cô và trò chi đội 7A3 sẽ có thêm nhiều bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến trong năm học này. Vì thế, chúng tôi tin tưởng rằng tập thể 83 sẽ là một tập thể đang tiến về lễ đài là chi đội 84 do cô Phạm Thị Hương là giáo viên chủ nhiệm. Đây là một tập thể lớp luôn phong trào thi đua học tập và rèn luyện. Khi nhiệt tình có kinh nghiệm trong công tác giáo dục tại lớp học sinh, hy vọng rằng tập thể 85 rèn luyện. Và lễ đài là chi đội của giáo viên chủ nhiệm và sự cố gắng của mỗi cá nhân, tập thể lớp đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong nhiều phong trào, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của cô Chiến. Chúc cô và trò chi đội 901 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong học kỳ 2. Sẽ có một năm học cuối cấp thật thành công và nhiều niềm vui kỷ niệm. Và đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua học tập. Đang tiến về lễ đài là các bạn học sinh lớp được phấn đấu học tập và rèn luyện nhân các ngày lễ lớn. Các em đã thi đua và đạt nhiều tuần học tốt, nhiều giờ học tốt dâng lên thầy cô. Chúc cho thầy và trò chi đội 9A2 sẽ tiếp tục giữ vững thành tích là lớp tiêu biểu trong khối 9. Đang tiến về lễ đài là chi đội 93 do trong không khí vui vẻ, đoàn kết, thân ái của ngày đại lễ, chúc các em học sinh lớp 9A5 luôn phấn đấu đạt rất nhiều thành tích trong học tập và phong trào thi đua của đội. Lớp học cuối cùng đang tiến vào lễ đài là chi đội 96 do cô Cao Đích Thật Cốt và thật nhiều ấn tượng trong năm học cuối cấp tại ngôi trường trung học cơ sở Phát Quang.